Còn gì bằng nữa. Thì thiếu chanh. Bỏ chanh vô là tới. Luộc con gà cho thật ngon. Rồi sau đó mình qua đó mình cùng xé gà mình nè. Trời ơi, tụi này ăn mà đã quá vậy. Chào cả nhà nha. Hôm nay thì ông cậu của mình vừa mới đi biển vào, có một số cá rất là ngon. Mình muốn quay lại cho cả nhà xem những loại cá biển rất là tươi và ngon nha cả nhà. Chưa qua ướp gì hết trơn nha, nên chưa có bị các thương lái á, họ ướp ba cái này kia để mà bảo quản thực phẩm á. Đây là cá tươi ngay tại biển luôn nha cả nhà, rất là ngon. Cả nhà nào biết loại cá này tên gì thì comment bên dưới cho mình biết thêm nha. Em không biết đâu, chị cho, chị cho. Còn ngoại mày mới điện kiếm mày chứ. Kiếm gì vậy? Nhung. Cái đó mình để mình kho ăn. Kho với chiên á luôn Nhung. Cả nhà, cá đã làm xong hết trơn rồi nha. Giờ mình bỏ bịch để mà mình ăn hàng ngày nha. Cá tươi đàng hoàng nha cả nhà. Đó, cá tươi rất là tươi luôn. Đây là cá nhái với lại cá thu. Rất là ngon luôn. Bỏ vô tủ lạnh. Để anh lấy đồ, lấy cái thùng cột lại ha. Còn đây là lòng. Lòng cá nha cả nhà. Phổ tử cá. Cái đũa. Đây. Cho cả nhà xem nha. Đây là cái bộ lòng cá này cả nhà thấy không? Đó, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Quá đã luôn, thấy không? Đây là bộ lòng cá này. Đã luộc qua rồi, cái này luộc thì mình ăn với cơm hoặc là mình lấy rai và xì rượu vậy đó cả nhà. Quá trời ngon lắm. Quá đã luôn cả nhà ơi. Còn gì bằng nữa. Rồi, mời cả nhà đến thức cái món lòng cá này của cậu cháu mình nha. Này lòng cá gì cậu? Cá vũ hả? Ngon gì trời. Thiếu chanh rồi, chanh nó ngon. Đổ vô đi không? Biết đổ không? Có thêm một chút rượu với cậu nha cả nhà. Hấp dẫn luôn nha, bộ lòng ngon lắm nha. Ăn cậu ơi. Này, cái này ra nè, đổ ở đây nè. Rồi mời cả nhà nha. Làm miếng. Này thiếu chanh. Bỏ chanh vô là tới. Để muối đỡ nè. Hãy subscribe.
cái bao tử cá này ngon lắm cả nhà, nó dai dai mà ngon, thật sự đã đấy. Rồi mời cả nhà nha. Lên một nửa em. Trời ơi. Làm miếng. Này thiếu chanh, bỏ chanh vô là tới luôn. Cho muối đỡ nè. Bây giờ mình đang tới chỗ mua gà mua vịt cả nhà, để mình qua một cái cảnh thật đẹp cho cả nhà xem. Đây là chỗ trang trại bán gà vịt. Đây là gà đá của người ta nha cả nhà. Còn gà đá của người ta đó thấy không? Gà này chắc là gà mới lớn thôi. Còn đây là gà tre. Đây là loại gà nhỏ nhỏ cả nhà. Ở đi ra lấy xuống thôi. Rồi, giờ mình đi với chú gà để mua gà nha. Cả nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ cùng cả nhà đi lấy gà lên nha, tại vì mình bà ngoại của mình á có nuôi gà ở đây, tại vì gà trên đó bán hơi mắc nhỏ xíu à, mà bán gần cỡ 300 ngàn, nó nhỏ xíu rồi, nhà nhà được bao nhiêu đâu, nên bây giờ là mình sẽ lấy gà của bà ngoại mình. Ngoại mình cứ cho mình con gà rất là ngon, thì bây giờ mình sẽ lấy con gà đó để mà qua một cái cảnh thật là đẹp để cùng thưởng thức con gà đó và cho cả nhà cùng thưởng thức một cái cảnh rất là dễ thương. Với lại ở biển đảo nó có nhiều cảnh rất là đẹp nha cả nhà. Bây giờ mình đi lấy gà nha. Đây nè cả nhà, bây giờ mình sẽ đi lấy gà ha. Đây là gà hồi nãy giờ mình cùng với thằng em của mình có làm một con gà đó. Mình với em mình làm một con gà, nói chung là nó chỉ là phụ thôi, là chặt cút thôi. Còn đây đây mình sẽ luộc con gà cho thật ngon, rồi sau đó mình qua đó mình cùng xé gà mình ăn hai cái nhà. Ta xin mình lật qua đây xin. Lật qua không? Vậy lật qua đi, lật qua được không? Có thể hơi nóng. Mới chín được bên mặt à? Trời quá ngon rồi xin à. Nóng tơ nhiều vậy ta. Ừ. Rồi đây đây. Xin em để mình cho nước cầm nhặt miếng nha xin. Bây giờ anh làm sắp bắt con gà lại đây nè. Ui xa. Cái gà nó dớn dí đúng không xin? Dạ. Gà này cũng già rồi. Gà này mấy bắt gì bán hả? Nước còn hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một cái cảnh rất là đẹp ở sau lưng mình nha cả nhà. Đây là cái cảnh mà có thể nói là du lịch ta tới đây rất là nhiều nha cả nhà. Cả nhà thấy không?
Đó, cảnh xung quanh rất đẹp nha. Cái chỗ là cái chỗ cái eo biển rất là dễ thương. Hôm nay thì mình sẽ cùng với cả nhà thưởng thức một cái món gà. Mình sẽ xé và ăn và thưởng thức ngay tại một cái view biển rất là đẹp nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Cái đùi nè, quá trời ngon cái dài. Không? Cảm ơn ngoại coi. Không nha. Không biết giờ đi cá lẩu. Quá chuyện không biết. Chị nói rồi, chị Nhung mới lượt không chín. Mày chín không được. Ngày này 20 phút rồi chứ. Người ta nói là 20 phút à. Anh em nhớ quay giùm nha, tại vì tay dơ rồi. Quán sạc nha. Quá chị ngon lắm. Sẽ thấy cơ gắng của quán luôn. Mình đau tay. Còn không có đã rồi chờ. Không cần phải mấy màu mè gì chứ mà đúng không? Có không gắng không? Chết luôn rồi, caramel ơi. Ăn xong không ra tắm biển. Chị đi tắm biển nè. Trời nắng. Đúng rồi. Hai caramel. Đâu có ai đâu. Mời cả nhà nha. Đây, mời cả nhà ăn miếng ruột.
câu nè. Cả nhà nha. Cả nhà nha, ăn cái thử thức mình cái đùi gà da như thế này nha. Mời cả nhà. Thịt da xéo mỡ. Wow, cảm ơn bà ngoại đã thương mấy đứa con. Ngoại thương mấy đứa mình lắm cả nhà ơi. Rất là thương ngoại. Ngon quá. Dài quá nhạy, lạ quá. Rồi, trả cả. Muối à. Trời, quá lạ. Ăn đi uống nước cho đã không? Mới sớm hay biết. Trời, cái này ăn đã mới nha. Ngon gì đâu á. Thịt dai ha. Cà thái dừa ngon quá. Con gà dai ngon quá cả nhà ơi. Trời, nó dai ngon quá. 2 kg không anh? Trời ơi, gà chắc đỡ hơn 2 kg. Nói chị ngon. Thịt nó chắc mà với lại cái ngọt ngon cả nhà. Dai lắm. Gà ăn nó mới đã. Tuyệt vời cả nhà, quá ngon luôn. Cay quá. Đây cái ruột của nó cả nhà. Trời ơi, ớt ăn đã quá. Cả nhà nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Con gà của mình quá trời ngon với lại dai nữa. Thôi, mình xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi kênh ẩm thực và du lịch sinh của mình nha. Ở đây gió quá, nếu cả nhà nghe không rõ thì thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip hấp dẫn, ăn uống ngon hơn. Xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà vào những cái clip hay hơn nha. Bye bye. Chào cả nhà nha. Câu này.